Hòa chung không khí ngày hội tổng quân của cả tỉnh, sáng ngày 8 tháng 2, tại quảng trường 16 tháng 4, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Đến dự cấp tỉnh có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Đình Sơn, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh. Cấp thành phố có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố, cùng các đồng chí Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố. Đến dự buổi lễ giao nhận quân năm 2023 của thành phố, còn có đại diện các đơn vị nhận quân, lãnh đạo 16 phường xã và 279 thanh niên nhập ngũ năm 2023. Sau nghi thức chào cờ, đồng chí Thượng tá Võ Quang Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phan Rang Tháp Chàm công bố quyết định giao chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, đợt tuyển quân năm nay, thành phố có 279 thanh niên lên đường nhập ngũ, được giao cho các đơn vị gồm Lữ đoàn Pháo binh 572, Lữ đoàn 957 vùng 4 Hải quân, Sư đoàn Bộ binh 305, Lữ đoàn Đặc công nước 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an Nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Để giao đủ 279 quân và bảo đảm chất lượng theo quyết định giao chỉ tiêu tuyển quân năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, ngay từ đầu, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã sớm xây dựng kế hoạch tuyển quân với các bước chuẩn bị cụ thể, tổ chức thực hiện chặt chẽ, công khai, đúng quy trình từ khâu đăng ký, thực lực, xét duyệt, khám sức khỏe với phương châm tuyển người nào chắc người đó. Song song với công tác chuyên môn, Hội đồng tuyển quân của thành phố luôn chú trọng công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành luật nghĩa vụ quân sự, coi đây vừa là nghĩa vụ thiêng liêng, vừa là quyền cao quý của mọi công dân nói chung, của thanh niên nói riêng. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, gặp gỡ, động viên và sẵn sàng hỗ trợ kịp thời gia đình thanh niên trúng tuyển khi gặp khó khăn hoạn nạn, làm cho mỗi thanh niên trúng tuyển cảm thấy tự hào được đứng vào hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam, được làm tròn nghĩa vụ của người công dân ưu tú. Nhờ vậy, cho đến thời điểm trước giao quân, 279 thanh niên ưu tú của thành phố đã phấn khởi nhận lệnh và sẵn sàng lên đường nhập ngũ, tiếp bước truyền thống cha anh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, và buổi sáng ngày giao quân đã thật sự trở thành ngày hội của toàn đảng, toàn quân và toàn dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Tại buổi lễ, thay mặt Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố, đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố, phát biểu cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh trong công tác tuyển quân của thành phố, cảm ơn người thân gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 đã tạo điều kiện động viên con em hăng hái lên đường nhập ngũ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố cũng gửi gắm các tân quân tình cảm, yêu thương và niềm tin quyết thắng, mong muốn các anh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, thi đua học tập, rèn luyện, đạt nhiều thành tích cao ở đơn vị mới. Trong niềm hân hoan phấn khởi của ngày hội giao quân, 279 thanh niên ưu tú của thành phố hết sức tự hào được vinh dự đứng vào hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lễ giao nhận quân năm 2023 của thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã khép lại trong không khí đầy tự hào mà chan chứa tình thương yêu. Như vậy, 279 thanh niên ưu tú của thành phố đã chính thức trở thành tân quân nhân của các đơn vị nhận quân gồm Lữ đoàn Pháo binh 572, Lữ đoàn 957 vùng 4 Hải quân, Sư đoàn Bộ binh 305, Lữ đoàn Đặc công nước 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an Nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Hành trang của các anh mang theo là tình yêu quê hương đất nước và niềm tin quyết thắng của địa phương, gia đình và bè bạn luôn hướng về các anh. Tin tưởng rằng các anh sẽ phát huy truyền thống của tuổi trẻ thành phố anh hùng, ra sức thi đua lao động, học tập, rèn luyện, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.